Phụng muốn chia sẻ đến các anh chị. Vậy thì Phụng sẽ hướng dẫn các anh chị đây là các bước mà chúng ta chăm sóc cho cái bước nền tảng, đó chính là phục hồi cái cấu trúc của làn da chúng ta. Đầu tiên chúng ta sẽ có bước làm sạch kép, đó là gì? Là chúng ta sử dụng sản phẩm tẩy trang. Và các anh chị chúng ta hãy nên sắm cho mình một chai tẩy trang, bởi vì khi những cái tế bào chết, khi những cái bụi bẩn nó bám lên da chúng ta và nó thấm vào trong cái bã nhờn của da chúng ta, thì nó tạo thành một cái lớp gel rất chặt để nó bám sâu vào trong lỗ chân lông. Cho nên đó là lý do tại sao vậy, là và đặc biệt là cái vùng khí hậu tại Việt Nam chúng ta thì rất là ô nhiễm, cho nên là chúng ta cần phải có một chai tẩy trang thế này, lượng vừa phải ra để chúng ta thoa đều trên da, massage nhẹ, thoa đều trên tất cả các lỗ chân lông và massage nhẹ. Thì lúc này nó sẽ giúp chúng ta làm mềm những cái bụi bẩn trên cái làn da và lỗ chân lông. Và sau đó đó là gì? Ta không rửa bằng nước các anh chị nhé, mà chúng ta sẽ dùng khăn khô, khăn lông khô hoặc là khăn giấy khô để chúng ta lau sạch những cái kem tẩy trang cộng với những cái bụi bẩn dầu thừa. Rồi, và sau khi chúng ta làm sạch tẩy trang, bước tẩy trang xong, thì bước thứ hai chúng ta lưu ý đó là hãy làm sạch đôi bàn tay của chúng ta, đúng không? Bởi vì chúng ta vừa tẩy trang thì trên tay chúng ta sẽ có dầu của tẩy trang và đôi bàn tay của chúng ta sẽ rất là dơ. Thì lúc này chúng ta sẽ dùng xà phòng của Amway, của Rianh để chúng ta làm sạch đôi bàn tay của mình. Thì khi da tay chúng ta sạch thì lúc này chúng ta sẽ tạo bọt về rửa mặt rất tốt để chúng ta rửa mặt một cách hiệu quả. Rồi bước tiếp theo đó là gì? Là chúng ta sẽ làm sạch da với sữa mặt dưỡng da của Artistry Hyravi. Artistry thì anh chị có thể chọn rất nhiều những sản phẩm như là Hyravi, như là Idurean hoặc là Yuten. Với như với bản thân Phụng thì Phụng rất thích sản phẩm Yuten hoặc là Idurean, bởi vì đây là sản phẩm được gọi là gì, là chăm sóc nâng cao hơn, và với cái dạng sản phẩm đó là gì, đó là dạng kem, với khả năng làm sạch hiệu quả hơn và nó còn có những dưỡng chất cao cấp để nuôi dưỡng da hơn so với sữa mặt Hyravi các anh chị ha. Rồi, và chúng ta sẽ lấy một lượng sản phẩm vừa đủ ra bàn tay và chúng ta sẽ tạo bọt anh chị nhé. Và sau đó chúng ta sẽ lấy rửa mặt. Rồi, sau bước rửa mặt xong, chúng ta sẽ đến bước tiếp theo, đó chính là gì? Là chúng ta sẽ bắt đầu thay cái đầu, thay hai cái đầu sản phẩm này các anh chị ha. Thì lúc này cũng có hướng dẫn các anh chị, khi chúng ta thay anh chị nhớ là chúng ta sẽ cầm như thế này và sau đó chúng ta sẽ thay từ cái đầu dưỡng sang cái đầu làm sạch. Và chúng ta sẽ dùng chế độ liên tục để chúng ta làm sạch. Okay, chúng ta tắt bởi vì cái tiếng nó sẽ rất là ồn. Vậy anh chị thấy, và khi cái chế độ liên tục chúng ta làm sạch thì chúng ta lưu ý là gì? Đó là hãy giữ trên gương mặt chúng ta, làn da chúng ta có một cái độ ẩm nhất định, có một cái nguồn nước nhất định trên da. Còn nếu để tốt nữa, anh chị sắm cho mình một cái chai bình xịt, chai xịt nước để chúng ta có thể xịt lên làn da của mình cho da chúng ta ướt. Và sau đó chúng ta sẽ dùng máy này và chúng ta sẽ đẩy lên bề mặt da chúng ta như thế này anh chị ha. Và chúng ta bật cái chế độ lên và chúng ta sẽ bởi vì các vùng đó là các nơi mà sẽ có tuyến bã nhờn nhiều nhất và lỗ chân lông to và có nhiều mụn cám màu trắng màu đen. Chỉ cần sau một cái lần như vậy anh chị làm sạch với hai bước cơ bản, làm sạch kép cộng với máy Dermasonic, thì chúng ta sẽ thấy ngay làn da chúng ta sáng ra, làn da chúng ta sạch, rất sạch sẽ và chuẩn bị cho bước kế tiếp để nuôi dưỡng, phục hồi lại cấu trúc da. Rồi sau khi chúng ta làm sạch thì lúc này anh chị nhớ một điều gì, là chúng ta làm sạch xong chúng ta lưu ý là gì, là chúng ta sẽ lấy khăn khô và chúng ta lau ngay những vết bẩn nước còn nằm lại trên cái đầu làm sạch. Bởi vì nếu chúng ta không lau thì cái nước này nó sẽ thấm vào bên trong những cái máy của chúng ta và nó sẽ làm ảnh hưởng đến máy của chúng ta, được không ạ? Và sau đó thì chúng ta sẽ dùng nước cân bằng để chúng ta lau lại sau các anh chị ha. Luôn lưu ý điểm này, vừa làm sạch xong anh chị sẽ dùng cái khăn sạch để chúng ta lau ra những bụi bẩn, những cái chất cặn bã trên đây. Rồi sau đó chúng ta sẽ
thay cái đầu làm sạch này sang đó là gì? Đầu dưỡng da, đầu chăm sóc da. Rồi, và sau khi chúng ta làm sạch xong thì một cái bước cực kỳ quan trọng để chuẩn bị cho việc chăm sóc da đó chính là gì? Là bước cân bằng lại cái làn da chúng ta với dung dịch cân bằng là mềm da của Hydravi. Các chị có thể xài của Idealion hoặc là của Justen cũng rất là tốt. Nhưng với Hydravi thì đây là cái sản phẩm dung dịch cân bằng làm mềm da và cung cấp nước rất tốt cho làn da của chúng ta. Các anh chị ha. Điều quan trọng là sản phẩm này rất là quan trọng, đó chính là gì? Là đây là cái bước để làm cân bằng lại độ pH trên da. Bởi vì khi chúng ta tiếp xúc với nước các anh chị thì lúc này làn da chúng ta sẽ đang ở trạng thái mất cân bằng. Bởi vì trong cái độ pH của nước và cái sự tiếp xúc và ma sát trên da chúng ta thì nó sẽ làm cho cái cấu trúc bề mặt của da chúng ta nó sẽ không ổn định. Cho nên dung dịch cân bằng nó có một cái vai trò quan trọng, đó chính là gì? Là cân bằng lại độ pH ổn định của làn da chúng ta. Thì khi trên cái bề mặt da chúng ta nó có cái độ pH cân bằng thì lúc đó cái khả năng thẩm thấu và nuôi dưỡng da sẽ rất là tốt. Rồi, vậy thì cách chúng ta sử dụng cân bằng này như thế nào? Rất là đơn giản các anh chị. Chúng ta sẽ dùng bông cotton, tông, được không ạ? Và chúng ta sẽ thấm trên bông cotton tông một cái lượng vừa đủ. Rồi sau đó chúng ta sẽ lau trên gương mặt của chúng ta. Thì khi mà anh chị sử dụng cái bông cotton tông mà anh chị lau với nước dung dịch làm cân bằng này, anh chị sẽ thấy một lần nữa trong da chúng ta sẽ ra rất nhiều những cái cặn bã, và cái bông cotton tông chúng ta nó sẽ có thêm một số cặn bã, nó sẽ dơ đi. Thì đây chỉ là những cái hiệu quả rất là tuyệt vời. Đó là ngoài việc cân bằng là độ pH của da thì dung dịch cân bằng của Artistry nó còn giúp chúng ta làm sạch sâu thêm một lần nữa ở lỗ chân lông để chuẩn bị cho việc nuôi dưỡng để thẩm thấu mỹ phẩm một cách tốt nhất anh chị ha. Rồi, và sau bước cân bằng thì đây chính là bước cực kỳ tuyệt vời, đó là gì? Là chúng ta bắt đầu chạy vitamin C. Vậy thì cách mà anh chị sử dụng cái C này anh chị đã biết cách sử dụng chưa nè? Ở trong cái hộp vitamin C chúng ta sẽ có thêm một cái đầu như thế này, và anh chị thấy là trong cái đầu này nó sẽ có chứa vitamin C. Và anh chị nhớ là hãy lấy vitamin C bỏ vào trong dung dịch HA rồi sau đó chúng ta mới sử dụng nhé. Vậy thì chúng ta sử dụng thế nào anh chị? Rất là đơn giản, chúng ta sẽ thay cái, chúng ta sẽ mở cái nắp này ra và sau đó chúng ta sẽ dùng cái nắp gọi là gì, là có đựng C tinh chất, vitamin C tinh khiết 100%, và sau đó chúng ta sẽ ấn xuống như thế này thì và sau khi chúng ta ấn cái dung dịch ấn cái thành gọi là gì, là cái vitamin C cô đặc, gọi là gì, tinh chất chiết xuất vitamin C 100% ở này, thì chúng ta sẽ dùng động tác đó, chúng ta lắc lắc đều lên để cho vitamin C sẽ hòa tan vào dung dịch HA của mình. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ lắc đều lên sau khoảng chừng là gì, là 20 giây. Ok, và khi chúng ta lắc đều lên thì chúng ta đã có một dung dịch HA vitamin C rất là tuyệt vời. Và anh chị lưu ý rằng với sao dung dịch HA vitamin C này chúng ta sẽ bảo quản ở trong tủ ngăn mát các anh chị nha. Bởi vì bản chất của vitamin C là một sản phẩm rất dễ bị oxy hóa. Và rồi, vừa rồi Phụng vừa hướng dẫn các anh chị đó chính là gì? Chúng ta đã bắt đầu đến cái bước đó là chúng ta chạy vitamin C và chúng ta đã gọi là gì, pha cái hỗn hợp dung dịch C tinh khiết và cái dung dịch HA. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu gọi là gì, chạy vitamin C để tăng cái độ ẩm cho cái làn da, tăng cái lượng HA cho làn da để làm đầy làn da chúng ta và phục hồi được cái sức khỏe của da chúng ta. Thì với cái chạy C này chúng ta chỉ cần làm một rất là đơn giản là gì, là chúng ta sẽ lấy một lượng vitamin C HA tầm khoảng 4 đến 5 giọt ra bàn tay của chúng ta, hoặc là chúng ta có thể là gì đưa trực tiếp cái vitamin C HA này lên trên làn da và chúng ta nhỏ đều trên các vùng của gương mặt. Làm sao để anh chị có thể thoa được cái lượng dưỡng chất đều vào trong cái làn da của chúng ta là được. Và sau khi chúng ta thoa đều lên cái làn da thì chúng ta sẽ làm bước tiếp kế tiếp, đó chính là chúng ta hãy dùng động tác đó là phổ đều trên da để cho các mỹ phẩm thẩm thấu vào bên trong làn da chúng ta. Thì chỉ cần chúng ta thoa
vitamin C, HA và chúng ta làm công tác phổ này thì một phần mỹ phẩm cũng sẽ thẩm thấu sâu vào bên trong làn da rất là hiệu quả. Và sau đó thì chúng ta bắt đầu sẽ dùng máy Dermasonic. Chúng ta sẽ cùng nhau ấn chế độ. Anh chỉ có thể chỉnh chế độ cường độ là 1, 2 hoặc 3 tùy thích. Và chúng ta sẽ vuốt cái chế độ lên như thế này. Và đây là chế độ của vitamin C. Được không chị? Và chúng ta sẽ cầm máy như thế này và đặt trực tiếp cái gọi là gì, là cái đầu kim loại lên làn da chúng ta, thì chúng ta ngay lập tức sẽ đưa cái mỹ phẩm thẩm thấu vào trong da của mình. Và chúng ta hãy làm một vòng đều tất cả gương mặt của chúng ta. Và anh chị nhớ rằng với từng chế độ thì chúng ta sẽ có thời gian là 1 phút 30 giây thì máy sẽ tự động tắt. Và nếu như máy đã tắt rồi mà anh chị cảm thấy rằng chúng ta vẫn chưa làm đều hết gương mặt thì chúng ta chỉ cần làm động tác rất là đơn giản, đó là vuốt xuống và sau đó chúng ta vuốt lên một lần nữa, thì chúng ta lại tiếp tục có thêm 1 phút 30 giây để chúng ta chạy thêm một lần nữa chế độ vitamin C. Rồi anh chị ha, và đã hoàn thành chế độ vitamin C thì lúc này chúng ta sẽ tiếp tục tới chế độ thứ hai, đó là gì? Chúng ta sẽ vuốt xuống thì cảm ứng nó sẽ xuống hai ravi. Thì sang chế độ thứ hai, hai ravi, thì lúc này chúng ta sẽ lấy tinh chất hai ravi và chúng ta sẽ bóp tinh chất này ra một cái lượng, được không nào? Tinh chất hai ravi, và anh chị thấy là trong tinh chất hai ravi nó có một cái những thành phần rất là đặc biệt, đó là trong tinh chất hai ravi sẽ có chứa ba loại vitamin rất cần thiết cho làn da, đó là vitamin C, vitamin E và vitamin A. Nằm bên trong những cái hạt li ti như thế này, và khi chúng ta bóp ra bên ngoài thì nó sẽ hòa tan và chúng ta thoa lên da, nó là dạng dẫn xuất sẽ thẩm thấu trực tiếp vào bên trong da chúng ta. Và trong thành phần của tinh chất Hyravi thưa các anh chị thì nó sẽ giúp chúng ta việc cung cấp một lượng nước tinh khiết với những thành phần đặc biệt, đó là khoáng đá muối hồng và cái quả mọng của Acai, để giúp chúng ta xây dựng lại cái hàng rào bảo vệ da và độ ẩm trên làn da chúng ta. Cho nên sức mạnh của sản phẩm này khi kết phối hợp với lại vitamin C A sẽ tăng khả năng phục hồi rất nhanh cái độ ẩm và phục hồi lại cái sức khỏe của bề mặt của tế bào biểu bì làn da chúng ta rất là tốt. Rồi, và chúng ta lấy một cái lượng vừa phải ra, sau đó chúng ta cũng thoa đều trên làn da. Chúng ta lấy một lượng ra, chúng ta bóp khoảng chừng 2 lần hoặc là 3 lần tùy vào cái làn da chúng ta, cái vùng da chúng ta lớn hay nhỏ. Và sau đó chúng ta cũng làm động tác đó là phổ nhẹ đều trên khắp da, thì anh chị sẽ thấy được là gì, mỹ phẩm thẩm thấu vào da chúng ta một phần rất lớn. Và chúng ta sẽ dùng chế độ của Hyravi, được không nào? Anh chị có thể vuốt lên vuốt xuống để chúng ta đúng vào chế độ chúng ta cần dùng chế độ Hyravi. Và tiếp tục chúng ta sẽ có 1 phút 30 giây để chúng ta massage và dùng sóng âm đẩy mỹ phẩm vào trong da. Và cũng giống như lúc nãy khi cũng chia sẻ anh chị, nếu như chúng ta đang làm giữa chừng mà máy đã hết thời gian thì chúng ta có thể vuốt lên và vuốt xuống một lần nữa như thế này để chúng ta chạy lại chế độ của hai Ravi thêm một lần nữa để cho đều hết gương mặt của mình. Rồi, thì đây chính là hai bước được gọi là gì? Dùng serum để phục hồi cấu trúc da, phục hồi được lại sức khỏe của làn da. Và sau bước này thì sao? Chúng ta lại tiếp tục thêm một bước nữa. Đó chính là gì? Là một bước nuôi dưỡng để tăng cường độ ẩm cho da, tăng cường thêm dưỡng chất cho da, và làm thêm một cái lớp dưỡng để khóa lại những cái serum tinh chất giúp giữ cho làn da một cách hiệu quả hơn và lâu hơn. Được không nào? Đó, tăng cường nuôi dưỡng làn da bằng gel dưỡng tươi mới của Hyravi. Thì khi chúng ta dùng cái gel dưỡng tươi mới của Hyravi này các anh chị chúng ta vẫn sẽ dùng dùng chế độ của Hyravi để chúng ta sử dụng thêm một lần nữa. Và để đạt được hiệu quả tối ưu thì chia sẻ anh chị một kinh nghiệm là gì? Để đạt được hiệu quả tối ưu về trong da và giúp cho da chúng ta thư giãn thì anh chị sẽ xuống hai chế độ cuối cùng, đó chính là Fly và Vinco, để anh chị có thể chạy một lần nữa, được không ạ? Vào trong da của mình và massage với cường độ cao, cường độ hai sóng, đó là sóng âm và sóng dương phối hợp,
Thì với cái cường độ hai sóng âm và dương phối hợp này, nó sẽ làm gì? Sẽ tạo thành một cái luồng dẫn để đưa tất cả những cái dưỡng chất còn lại vào trong da của chúng ta một cách hiệu quả nhất. Và không những thế, nó còn có một cái chế độ massage collagen để tăng cái sự kích thích của collagen, kích thích vào những cái gì? Mạch máu, để đưa những cái dưỡng chất từ trong mạch máu chúng ta ra nuôi làn da một cách hiệu quả hơn. Thì đó chính là điều tuyệt vời từ cái sản phẩm của máy Dermasonic. Thì đây chính là gì? Là trong một sau một ngày làm việc chúng ta có một lưu ý mà Phụng muốn chia sẻ tất cả anh chị. Đó là gì? Ngày hôm nay sau khi chúng ta chăm sóc da với sản phẩm dưỡng, với cái bước cuối cùng đó chính là gì? Là gel dưỡng tươi mới làn da. Thì vào ban đêm thì chúng ta như thế này là chúng ta đã kết thúc. Nhưng đối với việc phục hồi sức khỏe ở làn da thì anh chị, cái việc chống nắng là việc cực kỳ quan trọng ở thời gian ban ngày. Cho nên trong thời gian ban ngày, nhất định các anh chị muốn có một làn da khỏe, anh chị phải sở hữu cho mình một sản phẩm chống nắng với những chỉ số cao. Đó là chỉ số được gọi là gì? SPF 50 cộng với lại BA 4 cộng. Thì đây là một cái chỉ số có khả năng chống nắng rất là cao, các anh chị ha. Có khả năng chống nắng rất là cao. Với SPF 50 cộng thì tương đương một cái SPF như vậy, nó sẽ giúp chúng ta có khả năng chống được tia UVB từ 10 tới 15 phút. Và với 50 cộng chỉ số thì tương đương sẽ giúp chúng ta bảo vệ làn da tối ưu từ 6 tới 8 tiếng trong một ngày, các anh chị ha. Còn với BA mà có những dấu cộng và 4 cộng là đạt mức độ tối ưu. Và để chống được cái tia UV đó chính là UVA. Và UVA là một tia UV cực kỳ nguy hiểm, bởi vì nó có khả năng thẩm thấu sâu qua tất cả những cái lớp khẩu trang, tất cả lớp vải chúng ta, và ăn sâu vào tới tận lớp trung bì của da, làm giãn, làm nhão, làm đứt gãy collagen. Và không những thế, nó còn sẽ gây ra những cái dấu hiệu về vấn đề được gọi là sạm nám, những đốm nâu, gọi là nám chân sâu. Nó sẽ ảnh hưởng tới cấu trúc da của chúng ta. Cho nên sau bước dưỡng ban ngày, anh chị lưu ý chúng ta cần phải có một sản phẩm chống nắng, anh chị ha. Cho nên là gì? Với ban đêm thì chúng ta bỏ bước chống nắng ra, và ban ngày thì chúng ta sẽ có thêm bước chống nắng vào. Bởi vì phục hồi sức khỏe của làn da thì việc chống nắng là việc rất là quan trọng. Rồi, như thế này chính là cơ bản để phục hồi làn da, anh chị ha. Cơ bản để phục hồi làn da. Và sau khi chúng ta đã hoàn thành những bước cơ bản thì những thời gian tới chúng ta lại bắt đầu tiếp tục là cho những bước nâng cao. Thì đây chính là những bước nâng cao hơn. Đây là bộ sản phẩm mà Phụng đang sử dụng. Đó chính là những bước nâng cao để điều trị, để cải thiện những vấn đề. Ví dụ đây là sản phẩm tinh chất để làm trắng, làm sáng da, điều trị những sạm nám. Nó sẽ có một bộ đôi tinh chất. Đây là sản phẩm chuyên để cải thiện về lỗ chân lông to, làm đầy làn da. Đây là sản phẩm serum Yuten để tăng khả năng phục hồi lại cái collagen, mà nó có khả năng thẩm thấu và nó có công nghệ một thành phần độc quyền của riêng Artistry để phục hồi vào tận cái collagen của chúng ta. Và Phụng rất thích sử dụng cái sản phẩm này chính là gì? Là sản phẩm kem dưỡng ban đêm để phục hồi lão hóa, để nuôi dưỡng, tăng cường độ ẩm, để nuôi dưỡng collagen. Và chúng ta sẽ có một sản phẩm rất đặc biệt, sản phẩm có chứa vàng 24 carat, đó chính là Sprimoid vùng mắt để cải tạo, làm trẻ hóa cái khu vực vùng mắt của chúng ta, anh chị ha. Ngoài ra còn có những sản phẩm đó là gì? Dưỡng ban ngày để chúng ta sử dụng thay thế cho sản phẩm gel dưỡng một giọt, và mình có thể thay đổi, các chị ha. Rồi, vậy thì đây chính là bộ căn bản để phục hồi cấu trúc da mà Phụng hôm nay hướng dẫn các anh chị cách chúng ta sử dụng, cũng như các bước mà chúng ta sử dụng, cũng như những cái lưu ý về máy Dermasonic. Rất là cảm ơn các anh chị đã theo dõi video, và chúc cho anh chị có một làn da, có một sức khỏe làn da thật sự tốt, và sẽ có những cái cảm giác rất là tuyệt vời sau khoảng 2 tuần chăm sóc da với bộ sản phẩm phục hồi sức khỏe của làn da cùng với máy Dermasonic. Và xin chào tất cả các anh chị, và hẹn gặp lại các anh chị trong những video kế tiếp để chia sẻ cho anh chị về
quy trình để chăm sóc, cải thiện vấn đề sạm nám cũng như cải thiện vấn đề lão hóa. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.